Tổng kiểm kê sưu tầm văn nghệ dân gian đã được thực hiện trên toàn quốc để phát huy giá trị trong đời sống hiện nay. Công tác bảo tồn sống bằng cách truyền dạy tại chỗ được tăng cường. Đây là những kết quả nổi bật của Hội văn nghệ dân gian Việt Nam nhiệm kỳ 2015-2020 được tổng kết tại Đại hội toàn quốc nhiệm kỳ 8 2020-2025. Tham dự có ông Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương. Với hơn 1.500 hội viên tại khắp các tỉnh thành trên cả nước, 5 năm qua công tác nghiên cứu, sưu tầm và truyền dạy văn nghệ dân gian được triển khai sâu rộng. Cho đến nay, dự án công bố phổ biến tài sản văn hóa văn nghệ dân gian Việt Nam đã xuất bản 2.500 công trình. Công tác nghiên cứu ngày càng mang tính ứng dụng cao, đánh thức tiềm năng di sản văn hóa dân gian, vừa giữ gìn và phát huy giá trị trong cuộc sống đương đại. Thì đã làm được 11 dự án về đề tài khoa học. Trong đó nổi bật như cái dự án về văn hóa dân gian với xây dựng sản phẩm đặc thù ở vùng miền Tây Yên Bái, dự án xây dựng sản phẩm đặc thù ở làng người Mông của Vân Hồ, ở vùng người Dao của Vân Hồ, thế hoặc là dự án du lịch tâm linh ở Tuyên Quang. Các thầy ở trong hội văn nghệ dân gian nói rằng nếu chúng ta không tích cực để mà sưu tầm bảo quản những cái vốn văn hóa quý báu này thì chẳng mấy chốc những người nghệ nhân, những người nắm giữ những ký ức của cộng đồng họ sẽ biến mất, họ sẽ có thể là đi về với thiên cổ và chúng ta sẽ mất đi những cái vốn văn hóa rất là quý đó. Trong nhiệm kỳ mới của Hội văn nghệ dân gian Việt Nam cùng với các giáo sư tiến sĩ có trình độ chuyên môn cao, các nhà nghiên cứu trong cộng đồng các dân tộc, tỷ lệ hội viên trẻ ngày càng nhiều. Đây chính là nguồn nhân lực chất lượng cao trong giai đoạn phát triển mới. Cái lớp già của chúng tôi thì chủ yếu là sống bằng kinh nghiệm, còn số mà có được học hàm học vị cao là ít. Nhưng bây giờ các bạn trẻ thì cái trình độ phát triển lại là 4.0, 5.0 rồi. Nên các hội viên trẻ sẽ là một cái nguồn năng lực mới, nhiệt tình mới, tâm huyết mới cho hội văn nghệ dân gian. Tại Đại hội Toàn quốc nhiệm kỳ 8 2020-2025, ông Võ Văn Thưởng nhấn mạnh, Hội văn nghệ dân gian Việt Nam trong nhiệm kỳ mới cần tích cực hơn nữa trong việc phát triển mạnh mẽ đa dạng của văn học, nghệ thuật về đề tài, nội dung, loại hình, phương pháp sưu tầm, nghiên cứu, nâng cao chất lượng toàn diện các công trình văn hóa, văn nghệ dân gian.